Thầy cho con lời khuyên. Cách đây 3 năm, con bị bệnh trầm cảm. Con lên chùa lúc đó là Pháp hội Trung Phong. Sau đó về nhà, con đã khỏi được 2 năm. Từ Tết tới đây, con lại bị lại. Con xin Thầy cho con lời khuyên như thế nào bây giờ? Con kính bạch Thầy. Bị trầm cảm mà con viết được câu hỏi như thế này là có nghĩa là vẫn còn cơ hội để cứu, có đúng không? Các Phật tử ở Thanh Oai nói rằng cách đây 3 năm bị bệnh trầm cảm, sau đó lên Pháp hội Trung Phong ở tại chùa Khai Nguyên, cầu nguyện Tam Bảo gia trì cho về để khỏi được 2 năm. Thế đến từ Tết đến giờ thì lại bị lại. Bị bệnh khỏi thì chúng ta vẫn phải tu. Khỏi rồi mà không tu nữa, không tụng kinh niệm Phật, không làm các việc thiện để cho tăng trưởng công đức, tiêu trừ nghiệp chướng, thì khó lắm. Giống như chúng ta mà ở ngoài xã hội bị một căn bệnh nào đó mà căn bệnh đó nó có thể tái phát đi, tái phát lại. Nếu chúng ta không thường xuyên uống thuốc, không thường xuyên đi khám bác sĩ, không thường xuyên để mà giữ gìn, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe theo chỉ dẫn của bác sĩ, thì chúng ta rất dễ bị tái lại những cái căn bệnh ấy. Mà khi tái lại thì nó còn khó chữa hơn rất là nhiều. Tương tự như vậy, cái việc tâm linh thì cũng thế thôi. Chúng ta do cái nhân xấu đã từng gieo trồng nhiều đời, nhiều kiếp về trước, cho nên kiếp này sinh ra tuy được thân người nhưng mà thường bị ốm đau bệnh tật, nghiệp chướng, báo chướng, bệnh chướng thì đầy rẫy chất chồng, không được bình an hạnh phúc như những người khác. Chúng ta biết rằng đây là do gì? Cái nhân xấu nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã gieo trồng, cho nên nay nó trổ quả, nó đơm hoa kết trái. Vì vậy mà chúng ta, cho dù chúng ta có một phần nào biết ăn năn, biết hướng thiện ở cuộc đời này, nhưng mà nghiệp xấu đấy vẫn đến với chúng ta, quả báo xấu ác ấy vẫn đến với chúng ta, những điều không mong muốn vẫn đến với chúng ta, những điều đau khổ vẫn rình rập chúng ta. Thì chúng ta phải biết rằng đây là cái nhân đời trước gieo trồng, đời nay phải thụ quả báo ấy. Muốn diệt trừ và giải được những cái sự khổ đau, bệnh tật, phiền não ấy, Đức Phật dạy chúng ta chỉ có cách là tin sâu nhân quả, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, tụng kinh niệm Phật, sám hối nghiệp chướng, tu tập các việc lành, làm các việc thiện để đem hồi hướng công đức, thì mới có thể giải trừ được những cái cấu nghiệp, những cái nghiệp nhân đã gieo trồng từ nhiều đời, nhiều kiếp đó vậy. Đó. Cho nên Phật tử này thầy khuyên rằng sau 3 ngày Pháp hội này về, chịu khó mà tụng kinh niệm Phật hàng ngày sáng tối. Việc thiện thì tùy duyên, khả năng chúng ta có đến đâu thì làm đến đó. Phật Bồ Tát cũng không bắt chúng ta là ngày ngày phải đến chùa để mà cúng dường, thấy ai khổ cũng phải đem cho, nếu như hoàn cảnh chúng ta gì không có thì chúng ta khởi cái tâm thiện đối với họ là được rồi. Không cứ gì là có đồng nào phải đem cho người nghèo hết, có đồng nào phải mang cúng Phật hết. Phật không bắt chúng ta làm thế, Phật cũng chưa dạy chúng ta phải làm như thế thì mới được bình an mạnh khỏe. Mà Phật dạy ta cốt ở cái tâm, tâm là hướng thiện. Còn cái việc mà chúng ta giúp đỡ được người đến đâu thì cố gắng giúp thôi. Điều kiện nó đến đâu thì chúng ta cúng dường bố thí đến đó thôi. Cái đó là cái Phật cũng không đặt nặng lắm. Mà Đức Phật muốn chúng ta phải từ ở trong tâm ấy, buông xuống những ý nghĩ xấu ác, những lời nói ác thông qua khẩu nghiệp, và những ý nghĩ ác ở trong tâm, và những hành động ác thể hiện ra nơi thân,
thân thì không sát sinh, trộm cắp tà dâm, khẩu thì không vọng ngôn ỷ ngữ lưỡng thiệt và ác khẩu, ý thì không tham sân si. Đó, Đức Phật dạy chúng ta cốt yếu ở cái chỗ đó. Và để cho hỗ trợ cho 10 việc bất thiện kia không khởi lên và 10 nghiệp thiện lành thường khởi ra hiện hành, thì Phật dạy chúng ta phải điều đầu tiên là phải tin sâu nhân quả, tụng kinh niệm Phật, chỉ trai giữ giới vân vân. Đó, cái việc mà chịu khó tụng kinh sáng tối một ngày 2 thời, ít nhất ngày 2 thời được, đối với các Phật tử chúng ta đây là một cái biện pháp để thanh lọc 3 nghiệp thân khẩu ý, để gột rửa những cái nghiệp và xấu ác từ nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã gieo trồng, đã gây tạo. Đây chính là một cái việc làm rất là tốt để cho chúng ta chuyển cái nghiệp xấu ác thành cái quả báo tốt đẹp trong tương lai. Có thể là ngay đời này, kiếp này chúng ta đã cảm nhận và đã được hưởng rồi. Đấy, cho nên tóm lại là Phật tử này thầy khuyên là bây giờ về phải chịu khó tụng kinh niệm Phật nhiều lên. Phát nguyện ăn chay trường được thì là càng tốt. Không thì mỗi tháng ít nhất cũng phải được 2 ngày, đó là mùng 1 và ngày rằm. Rồi tiến tới này, tháng được 10 ngày như ở trong kinh Địa Tạng dạy thì là tốt nhất. No.